L'Italia xin kính chào quý cô chú, anh chị, các bạn, các em thân mến. Rất vui và cảm ơn quý vị đã đến với kênh L'Italia TV cha. Mời quý vị vào bếp cùng với Ly và cùng tám chuyện nè. Thưa quý vị, có khán giả yêu mến cô Tiên Lũ đã gây gắt với Ly rằng có làm từ thiện được như người ta không mà nói. Sao không giỏi làm từ thiện được như cô Tiên đi? Dạ thưa, vậy cho Ly hỏi chứ nếu vị khán giả này là người cần được giúp đỡ, rồi Ly đứng ra kêu gọi cho được cái số tiền lớn mà Ly trao lại cho một ít á, thì chịu luôn hả? Có còn hơn không ha? Bởi suy nghĩ vậy đó thì đừng trách người nghèo sao hay thiệt thòi. Quyền lợi của mình mà mình không nhận đủ hay không nhận cho nó rõ ràng cũng được luôn sao? Trong khi á, thấy người ta không, người ta đòi quyền lợi cho mình mà đòi bồi thường hàng mấy chục tỷ đã vậy còn đòi kê biên phong tỏa tài khoản ngàn tỷ nữa. Nói toẹt ra là quyền lợi của họ, họ phải lấy không thiếu một xu. Vậy thì tiền quyên góp cho bà con miền Trung thì bà con miền Trung phải được nhận không thiếu một xu mới phải, đúng không ạ? À? Cái gì bà con chưa thông tỏ thì người quyên góp có nghĩa vụ làm cho thông tỏ. Cái gì không thông được thì cũng cần đến chuyên gia hút hầm cầu chứ ạ. À? Nói vụ hút hầm cầu nè, nói cầu cầu thì Ly hôm qua đó quý vị nhắc cô Tiên giải thích cái vụ mà vợ chồng cổ đập tay lên đóng tiền, nói đó là 4 tỷ nhưng theo quy định đóng gói tiền thì nhiêu đó chỉ có 2 tỷ thôi. Cộng đồng mạng còn muốn sẵn tiện hỏi cô Tiên Lũ vậy chứ cái vụ hai cây cầu đó, một cây á, xây chứa bao lâu thì đã nứt, cũng chờ cô Tiên trả lời luôn một thể. Thì Ly có sách dép đi tia vòng quanh cộng đồng mạng và phát hiện ra cái điều rất là thú vị nè. Cô Tiên này, vợ chồng cổ đã được ưu ái từ lâu, từ các phương tiện truyền thông lớn cho tới các ngõ hẻm hang cùng ở cái chợ Chòm Hổm. Đâu phải ngẫu nhiên mà cổ được ưu ái tới vậy, đâu phải là đi từ thiện 3 năm trời ngót nghét rồi mà nói tới vụ từ thiện cô này người ta vẫn còn bàn tán sôi nổi luôn. Mà quý vị ơi, đúng là mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà báo, mỗi kiểu nè. Quý vị nhìn xem, cùng một nội dung nha, nhưng mà ở báo Tuổi Trẻ, cả cái bản online và cái bản báo giấy thì đều là hình của công Vinh Thủy Tiên chém chệ với cái đống tiền. Vậy là so với các nhân vật đang vật vờ trong vũ trụ sao Kê thì công Vinh Thủy Tiên có vẻ được lên phi thuyền ngồi khoang hạng nhất rồi bay vào dãy ngân hàng luôn. Một cái sự oái quá cỡ thợ mộc này của báo Tuổi Trẻ thì không biết là công Vinh Thủy Tiên có lấy làm hãnh diện hay không. Và ra qua báo Đời Sống Pháp Luật thì có sự thay đổi nhẹ, nhưng Thủy Tiên vẫn được sự ưu tiên. Xuống báo Lao Động thì báo này tế nhị hơn, chỉ là bức hình chụp bàn tay công Vinh với tờ sao Kê thôi. Qua báo 24 giờ thì mới thấy cái sự cân bằng hơn nè quý vị. Khi mà đưa cả nồi lên chung cho nó vui, nhìn như vậy thì ấm áp hơn nhiều phải không quý vị? Vì dẫu sao họ không sinh cùng ngày nhưng mà sao Kê chiếu cùng thời điểm. Riêng kênh 14, đây là một cái chùm cuối không làm chúng ta thất vọng. Ai sao không biết ngàn, chứ kênh 14 á, vẫn giữ được cái tình yêu bất diệt với vùng đất cấm. Dù anh Đờm có chửi phóng viên kênh 14 là thằng ngu con ngục thì họ vẫn nhớ tới anh Đờm đầu tiên và thân thương cho anh Đờm đội lên tuyến đầu luôn. Hay ta nói một bài báo thôi mà dính 3-4 số phận thì cái cục diện ngày hôm nay Ly nghĩ là những người nghệ sĩ này phải đặc biệt cảm ơn đến bà Trang Bún Đậu, bởi vì ngay từ đầu cái drama với bà Nguyễn Phương Hằng thì là do Trang Bún Đậu đã châm ngòi chứ đâu. Quý vị còn nhớ không là Trang Bún Đậu lên bức xúc cái việc mà bà Nguyễn Phương Hằng gọi là đám nghệ sĩ đó quý vị. Và cho đến ngày hôm nay thì một lần nữa Trang Bún Đậu lại lập công lớn khi mà phát biểu về cái việc mà quyên góp từ thiện, nhận tiền từ thiện bằng nhiều cách, nhiều nguồn và sao Kê là đã không có đủ đâu. Trang Bún Đậu đã chỉ ra như thế này quý vị. Tiền mà các bạn không biết thì sao Kê được đâu. Đó là khoản tiền từ nước ngoài gửi về mà em nhận tiền bằng là gọi là điều hối ấy. Rồi tiền người ta đem đến quán Bún Đậu nhà em, người ta đưa tiền tận tay ấy. Đó là tiền sống các chị. Nhưng cái đấy là các chị không gọi là sao Kê được với em đâu. Các chị nhớ em có cái quán Bún Đậu không? Hàng bao nhiêu khách đến quán Bún Đậu bỏ tiền vào trong cái thùng, hàng bao nhiêu người đến quán Bún Đậu đưa 200, 500, 1 triệu cho thu ngân. Nhưng cái đấy em ghi ở cái nốt tay. Các chị sao Kê sao? Cái người làm từ thiện á, ăn chặn hay không chỉ có đúng người đó biết. Bà Trang
Trang Bún Đậu coi như là lập công lớn rồi, mà không biết lập công lớn với lại bạn bè nghệ sĩ của bả hay là với cộng đồng mạng tới đây. Thật sự bả nói đúng, cái việc mà quyên góp này không phải là từ ngân hàng với ngân hàng không đâu, mà quý vị cũng biết là cái lượng kiều hối mà gửi về giúp đỡ quê hương hàng năm rất là nhiều luôn, và bà con Việt kiều gửi ủng hộ nhiều vô số kể, và một lần thì họ gửi cũng rất là nhiều tiền, mà không phải là họ gửi qua ngân hàng với ngân hàng, thường là họ sẽ chọn dịch vụ giao tiền tận nhà, hoặc cũng có khi họ chọn những cái gửi như kiểu Momo hay là PayPal đó quý vị, thì nó tiện lợi hơn rất là nhiều và đỡ cái phí hơn là chuyển từ ngân hàng ở bên nước ngoài mà qua ngân hàng Việt Nam thì nó cái phí nó khá là cao, ít người ta chọn cái việc đó lắm. Đó, thì những cái dòng tiền mà nó không qua ngân hàng á thì nó bao la cái chuyện mà để nói luôn quý vị ơi. Dạ vâng quý vị ơi, ông Đờm ổng có lên tiếng về cái việc mà dùng quyên góp lũ lụt để ông đi sửa chùa, lại là chùa nữa quý vị ơi. Hôm rồi thì bà Hương kêu gọi dẻo quẹo để xây chùa, rồi bây giờ ông này dùng cái tiền quyên góp lũ lụt đi sửa chùa. Rồi khi mà thắc mắc á thì ông mới trả lời là mong mọi người hãy rộng lượng trong suy nghĩ, và tôi tin là những người thật sự từ tâm và có đóng góp chắc chắn sẽ không bao giờ có câu hỏi như thế này. Ông cho biết như vậy. Thì quý vị nghĩ là quý vị có rộng lượng trong cái suy nghĩ được trong cái trường hợp này không quý vị? Và những người có đóng góp và thật sự từ tâm đó quý vị, thì có chấp nhận cái việc mà dùng tiền quyên góp lũ lụt để sửa chùa không quý vị? Mẹ ơi, tiền quyên góp mà sử dụng sai mục đích thì có vi phạm không ta? Hơi cái kiểu này thì những người mà còn giữ cái quan điểm là nếu như mà cộng đồng mạng mà xôn xao về cái vụ này rồi nhiều người làm từ thiện ngán không làm nữa, nghệ sĩ nghỉ không làm nữa thì thiệt thòi dành cho người nghèo. Nhưng mà xin lỗi chứ với cái cách làm như thế này thì liệu rằng người nghèo có nhận được bao nhiêu không? Có nhận đủ và đúng cái phần của họ hay không? Hay là vui chùa để sửa chùa, để xây chùa hết trơn rồi? Nói gì nói, chiến này anh Đờm anh thắng chắc rồi quý vị ơi. Biết sao không quý vị? Trời Liên nghe bạn chí cốt của anh Đờm nói vậy á, khẳng định chắc nịch luôn là cái kèo này là không bao giờ thua. Vì đã sao ok, kiểm toán đầy đủ rồi. Rồi ổng còn nói đứa nào không có tột thì bị bế đi thôi, riêng đờ vờ hờ thì không nhé. Đứa nào không có tột hay là không có cột hay là không có tột vậy quý vị? Ý là có cái cột để mà dựa đó quý vị thì sẽ không bị bế đi chứ hả? Chứ mà đứng nhông nhông không có cái cột nào hết này, bị bế đi rất là dễ phải không quý vị? Có cột còn ôm cột lại cũng hơi khó bế hơn, phải không quý vị? Chứ chữ này không biết tột hay cột theo quý vị á. Cột gì thì không biết chứ cầu là còn mãi những thắc mắc nè quý vị. Quay lại với chị Tiên Lũ nữa. Quý vị thấy không, vì sao anh Đờm chị Tiên dạo này được nhắc nhiều mà nhắc chung đôi nữa chứ? Vì trong số 10 người kiện bà Phương Hằng thì hai anh chị này, chỉ có hai anh chị này đòi bồi thường khủng. Vì vậy mọi người thường rất là thắc mắc liệu hai anh chị này sẽ kiện thắng bà Phương Hằng không để nhận tiền bồi thường kỷ lục hay không. Thì xung quanh cô Tiên Lũ cũng có hàng tỷ câu hỏi, đặc biệt là cái vụ cầu. Trên báo Vietnamnet đã có bài phóng sự với nhan đề "Chuyện chưa biết về hai cây cầu Thủy Tiên từ thiện ở Thanh Chương". Huyện Thanh Chương, Nghệ An báo cáo về việc đoàn từ thiện Thủy Tiên hỗ trợ xây hai cây cầu bị hỏng do bão lụt năm 2020. Thực tế có một cây cầu xây mới và một cây cầu được sửa chữa. Cụ thể ngày 27 tháng 10 2021, ghi nhận ở cây cầu Khe Liễu, xã Thanh Mỹ, huyện Thanh Chương, nơi bị lũ lụt làm hư hại năm 2020, chủ đầu tư quỹ từ thiện Thủy Tiên đã đầu tư xây cầu mới hoàn toàn. Còn cây cầu thứ hai là sông Con 1, xã Thanh Sơn, bị hư hại một bên mố cầu do lũ lụt năm 2020. Tại đây, mố cầu được khắc phục, một phần ngắn ở mặt cầu được sửa chữa. Tuy nhiên, cầu sông Con 1 chỉ được sửa chữa, không phải xây dựng mới. Khúc này chúng ta hiểu là báo cáo xây mới hai cây cầu, nhưng thực tế là chỉ có một cây cầu xây mới và một cây cầu sửa chữa lại từ cầu cũ. Theo biên bản thương thảo hợp đồng đầu tư xây dựng hai cây cầu kể trên ở huyện Thanh Chương, tổng kinh phí hết 1,5 tỷ đồng. Đại diện nhà thầu xây dựng là bà Vũ Thị Lan Anh, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn thiết kế đô thị Thanh Chương, ký với chủ đầu tư là ông Nguyễn Hữu Dũng. Ông Hoàng Phạm Thọ, chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thanh Mỹ, huyện Thanh Chương cho biết,
Cơn bão số 9 năm 2020 đã gây lũ quét khiến 600 nhà dân bị ngập nước. Đoàn từ thiện của ca sĩ Thủy Tiên hỗ trợ 38 hộ gia đình bị thiệt hại với tổng số tiền là 696 triệu đồng. Ông Thọ chia sẻ, cầu Khe Liễu bị sập hoàn toàn, trong đó có nguyên nhân do móng cầu được làm từ lâu. Quá trình mưa lũ chảy xói chân móng nên cầu bị sập xuống. Nếu không có đoàn của ca sĩ Thủy Tiên thì xã không biết lấy đâu ra kinh phí để khắc phục. Ly đọc tới đây, Ly chợt thoáng nghĩ ra. Đối với Ly thì Ly nghĩ là nếu không có các mạnh thường quân ở khắp nơi góp tiền nhờ Thủy Tiên đi giúp đỡ bà con miền Trung thì không biết lấy đâu kinh phí để làm khôi phục lại những cái cầu này, đúng không ạ? Cũng theo ông Thọ, tổng kinh phí thi công cầu Khe Liễu hết 1 tỷ đồng, số tiền khoảng 500 triệu đồng còn lại dùng để khắc phục mố cầu sông Con 1 ở xã Thanh Sơn. Ông Lữ Văn Đương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thanh Sơn cho biết do ảnh hưởng của bão số 9 năm 2020, cầu sông Con 1 bị nước phá mất một mố cầu, hướng từ bên ngoài Ủy ban Nhân dân xã đi vào ba bản. Chúng tôi không nắm được đơn vị trực tiếp thi công, chúng tôi cũng không nắm rõ số tiền khắc phục cầu hết bao nhiêu. Chúng tôi chỉ tiếp nhận sau khi chủ đầu tư thi công xong và bàn giao công trình, ông Đương nói. Trước đó thì báo Vietnamnet đã thông tin, ngày 12 tháng 11, 2020, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Thanh Chương xác nhận vợ chồng Thủy Tiên Công Vinh trao cho huyện số tiền 6,889 tỷ đồng. Theo xác nhận, trao cho các gia đình bị thiệt hại trong đợt lũ là 5,189 tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng hai cây cầu dân sinh trị giá khoảng 1,5 tỷ đồng, hỗ trợ các xã thường xuyên bị ngập hai chiếc xuồng dân sinh trị giá khoảng 200 triệu. Như vậy, so với số tiền Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Thanh Chương xác nhận ngày 12 tháng 11, 2020 là 6,889 tỷ đồng, còn tổng số tiền mà huyện Thanh Chương sau rà soát và đã báo cáo với Bộ Công an chỉ có 6,787 tỷ đồng, ít hơn số xác nhận 102 triệu đồng. Và một điểm đáng chú ý là chỉ mới đưa vào sử dụng 4 tháng thôi thì vết nứt ở những cái cầu này đã xuất hiện. Rồi như Ly đề cập ban nãy về 3 tỷ tiền túi cũng rất là gây thắc mắc, được rút ra từ cái tài khoản nào. Đợt 1 thì cô ấy phát lung tung quá, người 200 ngàn, người được hẳn 200 triệu nên cộng đồng mạng la ó quá trời. Cô ấy mới nói là coi như 3 tỷ phát đợt 1 là tiền túi của cô. Vậy cô ấy có chuyển lại 3 tỷ vào tài khoản quyên góp hay không đâu quý vị, lật lại sau kê của cô ấy coi lại coi. Mà thắc mắc là sao quyên được nhiều tiền rồi mà dễ dàng bỏ thêm ra 3 tỷ. Cô ấy đâu có phải xuất thân từ tập đoàn ngàn tỷ đâu, chỉ là người chăn kiến thôi mà. Lý gì mà bỏ công, bỏ sức, bỏ thời gian, bỏ chồng, bỏ con, đi lội nước lũ còn bỏ thêm 3 tỷ. Chúng ta vẫn còn chờ đợi cơ quan chức năng sẽ làm rõ cái vấn đề này. Tuy nhiên có một thánh cà khịa thưa quý vị, và qua những lời cà khịa của anh này thì chúng ta lờ mờ đoán ra được vấn đề. Từ nay xin phép được đổi tên anh Duy Mạnh thành Tư Duy Mạnh mới đúng. Thật sự là anh mà cà khịa thì chỉ có đỉnh của chớp thôi. Đây nè quý chị, thì vừa rồi á, anh Mạnh có ra cái bài hát Tôi Không Sao Kê Đâu với cái phần mở đầu. Alo, anh nè, anh sao kê chưa? Anh đớp hết rồi. Thì thưa quý vị, trên Facebook anh Mạnh cũng có gửi lời tới anh em Nghệ An như thế này. Xin gửi lời chào anh em Nghệ An, gửi tặng anh em Nghệ An của tợ bài hát tựa đề Tôi Không Sao Kê Đâu, sang tạc Tokuda. Thì không giấu gì quý vị, chỉ có mấy dòng ngắn gọn này thôi, nhưng mà anh đánh gục Ly. Tại vì á là Ly đọc những cái dòng này thú thật là cả trăm lần luôn, Ly đọc không được quý vị. Bởi vì Ly đọc có mấy chữ thôi là Ly cười, Ly không đọc được. Mà đỡ đọc cho quý vị được như thế này á thì là cũng là một cái sự cố gắng lắm luôn của Ly rồi đó. Thì không biết là anh Mạnh khịa ai đây ta? Phút thứ 89 phường. Chưa hết đâu nha, anh Mạnh còn cà khịa tiếp như thế này. Thà cô tiên của bọn mày nói em hô hào quyên góp được gần 200 tỷ nhưng em xin phép ăn 10-20% thì công sức em bỏ ra nghe nó còn hợp lý. Cụ thể là anh Mạnh đã viết: chả hiểu sao có nhiều thằng côn thần tượng mà ngu thật. Từ trước
giờ tao ít thấy ở Việt Nam có thằng thợ hát, con hát nào bỏ ra 3 tỷ tiền túi ra làm từ thiện bao giờ. Hầu như toàn hô hào quyên góp hoặc bán đấu giá một món đồ gì đó rồi lấy tiền đó làm từ thiện. Thế mà cô tiên của bọn mày đã hô hào quyên góp được gần 200 tỷ làm từ thiện rồi, lại còn bỏ 3 tỷ tiền túi để làm từ thiện nữa, he he. Thế mà cũng tin được hả, he he. Thà cô tiên của bọn mày nói là em hô hào quyên góp tiền từ thiện được gần 200 tỷ, nhưng em xin phép được ăn 10-20% vì công sức em bỏ ra, nghe nó còn hợp lý, vì không bị cộng đồng mạng chửi rồi lập hẳn group anti gần hơn 200.000 thành viên nó chửi. Ê anh Mạnh ơi đừng mạnh quá nha anh Mạnh. Anh mạnh quá đó là cái fan của Thủy Tiên sẽ liệt anh vô cái sớ, một cái sớ viết tay mà danh sách group anti fan cần di nghị và khinh thường đó nha anh Mạnh nha. Nhưng thật ra đó anh mạnh chứ không phải là không mạnh đâu, mà là anh Mạnh nên nói mạnh là đúng anh Mạnh rồi. Anh Mạnh mà fan Thủy Tiên coi thường anh không mạnh, nên anh Mạnh anh càng chứng tỏ anh phải mạnh. Nên fan Thủy Tiên dù có mạnh cũng đâu có bằng anh Mạnh, thì vốn dĩ nghe tới mạnh là biết anh Mạnh rồi ha. Tóm lại anh Mạnh anh rất mạnh, mạnh hơn chữ mạnh. Sau khi mà cái bình luận đó thì có nhiều fan của Thủy Tiên vào đáp trả ổng, thì ổng cũng đớp lại như thế này. Ví dụ hô hào được 10 tỷ, bọn nó làm từ thiện 5 tỷ rồi đớp 5 tỷ, mày chỉ biết mày được bọn nó ban phát cho mày. Đáng lẽ số tiền mà bọn nó đớp còn chia được cho nhiều người nghèo khổ khác nữa, biết chưa con? Dạ, con biết rồi. Nói nào ngay, cũng rất là nhiều khán giả, mặc dù là họ không phải là fan hay anti-fan gì hết, họ cũng bày tỏ những cái thắc mắc mà những cái điểm vô lý mà vợ chồng của Thủy Tiên không thể giải thích được. Và rồi than làm ăn thua lỗ, rồi anh chồng đi đá banh với bán đứng bạn bè gì đó thì chấn thương, rồi chữa trị hết tiền rồi chẳng hạn, rồi đi cứu trợ lũ lụt xong về thì nào là chồng cho 40 tỷ đi chợ với tiêu vặt, rồi sửa nhà, rồi có những cái tin mà họ mua đặt cọc hay là mua những căn biệt thự nữa. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi Vili đến giờ phút này. Mến chúc cho quý vị luôn luôn vui khỏe, vạn sự bình an. Lê xin mến chào và hẹn gặp lại.